Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lúa đông xuân tại các tỉnh phía Bắc đang trong giai đoạn làm đồng sắp chỗ và đây là một giai đoạn rất nhạy cảm đối với bệnh đạo ôn cổ bông. Trong khi đó thì thời tiết tại các tỉnh miền Bắc đã và đang có những diễn biến rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông gây phát và phát triển mạnh. Và ngay sau đây là phóng sự ngắn của chúng tôi ghi nhận tình hình về công tác triển khai phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông được ghi nhận tại Hà Tĩnh. Xin mời quý vị theo dõi. Đây là toàn bộ 7 sào lúa xuân của ông Phan Trọng Hùng, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà. Đầu tháng 3, ruộng của gia đình ông Hùng bị đạo ôn lá đã được ông phun thuốc phòng trừ kịp thời. Hiện nay, diện tích lúa này ở giai đoạn đồng già, chuẩn bị trổ. Sau khi có thông báo của xã về phòng trừ đạo ôn cổ bông, ông đã khẩn trương phun phòng triệt để cả 7 sào lúa. Ruộng chúng tôi đây thì hôm trước đã bị đạo ôn lá. Thì hôm nay chúng tôi đã lúa thì cơ bản là cũng đã rồi nữa, nhưng mà bên ý là đông lúa lâm đông rồi thì tôi đang tập trung vô phun phòng đạo ôn cổ bông. Với hình thái thời tiết nắng mưa xen kẽ, ẩm độ cao ở giai đoạn lúa trổ bông cộng với nguồn bệnh đạo ôn sẵn có trên đồng ruộng sẽ là nguy cơ gây hại nặng trên cổ bông, ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ xuân. Ngay sau khi có công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương đã kiểm tra tình hình sinh trưởng, xác định thời gian trổ của từng trà lúa, từng cánh đồng, từng vùng, từng giống để tổ chức phun phòng kịp thời. Ủy ban nhân xã đang chỉ đạo và kiểm tra để là xem thì tình hình là cái lúa thời kỳ nào trổ để là tiến hành chỉ đạo bà con nhân dân phun trừ sâu bệnh, đặc biệt là cái đầu ôn sâu cổ bông để đảm bảo là cái thu hoạch mùa đảm bảo tốt nhất. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh, dự kiến từ 15 đến 20 tháng 4 có khoảng 18.500 ha lúa trổ và từ 20 đến 25 tháng 4 lúa trổ đại trà khoảng 25.000 ha. Do vậy cần triển khai phun phòng toàn bộ số diện tích này, trong đó các diện tích vừa qua nhiễm đạo ôn lá, các vùng thường xuyên bị đạo ôn cổ bông gây hại, diện tích gieo cấy giống nhiễm cần tiến hành xử lý kép. Tất cả các cái trà lúa mà trổ trong cái điều kiện thời tiết mà thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông thì phải được xử lý. Mà hướng xử lý ở đó là một là về cái thời điểm phun thuốc, là phun vào cái giai đoạn mà lúa bắt đầu là trổ ve. Cái thứ hai là sử dụng các cái thuốc mà đã vừa trong thời gian vừa qua là xử lý trên địa bàn có hiệu quả rất là cao, ví dụ như là dùng Philia, dùng Bim, những cái loại đó để phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông. Ngoài ra, các địa phương cần thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo, cảnh báo thời gian phát sinh, mức độ gây hại của bệnh, hướng dẫn bà con nông dân tổ chức phòng trừ bệnh kịp thời, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đạo ôn cổ bông là một bệnh rất nguy hiểm, gây hại trên cây lúa và đã từng gây thiệt hại nặng nề trong nhiều vụ sản xuất, nhất là vụ đông xuân tại các tỉnh phía Bắc. Theo dự báo là trong thời gian tới, thời tiết ở các tỉnh phía Bắc sẽ có nguy cơ cao khiến cho bệnh có thể phát sinh và gây hại trên lúa đông xuân. Để chủ động có giải pháp cũng như là khuyến cáo sớm nhằm phòng trừ, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã đặc biệt mời tới trường quay hai vị khách mời đặc biệt. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Huy Trung, trưởng bộ môn bệnh cây và miễn dịch thực vật, Viện Bảo vệ thực vật. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, có lẽ là ngay ở phần đầu chương trình thì xin được hỏi ông Dương, chúng ta cũng đã ghi nhận là trong thời gian qua thì bệnh đạo ôn lá cũng đã xảy ra tại một số tỉnh ở phía Bắc, và như là chúng ta cũng đã nghe là diễn biến thời tiết trong thời gian tới thì cũng sẽ là rất là thuận lợi để bệnh đạo ôn phát triển mạnh. Và ông thì có thể chia sẻ cho chúng tôi về nguy cơ bệnh đạo ôn cổ bông sẽ nguy hiểm như thế nào trong thời gian tới được không ạ? Là hiện nay ở cái khu vực phía Bắc ấy, thì lúa thứ nhất là khu vực Bắc Trung Bộ là chúng ta có khoảng xấp xỉ 350.000 hecta, và ở cái khu vực các cái tỉnh Bắc Bộ ấy, là có khoảng trên 700.000 hecta cái lúa đông xuân. Thì các cái trà thời vụ hiện nay ở giữa Bắc Trung Bộ thì đang sớm hơn so với cả ở cái khu vực phía Bắc Bộ. Hiện nay ở trong cái khu vực Bắc Trung Bộ ấy, thì lúa đã bắt đầu là chỗ, và cái khu vực các cái tỉnh mà trong cái vùng ở vùng Bắc Trung Bộ ấy, thì các cái tỉnh từ Quảng Bình mà hất vào ấy, thì lúa đã chỗ rồi. Nhưng hiện thì những cái trà đấy thì cũng không có nguy cơ lớn với cái bệnh đạo ôn cổ bông. Nhưng cái trà mà hiện nay của Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ trổ vào trong cái giai đoạn từ khoảng độ 20 tháng 4
cho đến 30 tháng 4 thì đây là một trong những cái trà mà cũng có cái nguy cơ để mắc cái bệnh cái đạo ôn cổ bông. Thế thì trong cái thời gian vừa rồi để tổ chức phòng trừ cái bệnh này thì các cái địa phương cũng đã tổ chức cái chỉ đạo, ví dụ như là bên tỉnh Nghệ An có 2 cái văn bản để chỉ đạo, rồi bên tỉnh Hà Tĩnh thì cũng có 1 cái công điện của Ủy ban dân tỉnh để chỉ đạo cái phòng trừ của cái đạo cái trà lúa mà vừa chỗ ở trong cái giai đoạn từ 15 cho đến 20 tháng 4. Nên tuy nhiên thì từ 20 sau 20 tháng 4 cho đến 30 tháng 4 thì những cái trà chính vụ của Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ chỗ rộ, và với một cái điều kiện thời tiết như hiện nay thì nó cũng có nguy cơ gây ra cái bệnh cái đạo ôn cổ bông trên các cái trà lúa này. Thế còn với các cái tỉnh phía Bắc thì hiện nay với trên 700 khoảng 720.000 hecta lúa, thế thì những cái trà sớm thì bây giờ mới lác đác chỗ, còn những cái trà mà sớm thì nó sẽ phải chỗ từ khoảng độ 20 cho đến 30 tháng 4. Cái trà chính vụ là khoảng chỗ từ mùng 5 cho đến 20 tháng 5. Và năm nay thì cái trà muộn thì vào tầm khoảng 20 cho đến 2 đến 30 tháng 5 thì mới cơ bản là chỗ hết. Tức là cái mùa lúa năm nay ở các cái tỉnh Bắc Bộ thì lại là đang chậm hơn khoảng độ 1 tuần so với cả cái đông xuân của hàng năm, đặc biệt là đông xuân của 2021. Thì đây là một trong những cái trà lúa thì chúng tôi, đặc biệt là cái trà chính vụ, cái trà muộn thì chúng tôi cũng đang phải theo dõi tiếp cái thời tiết, bởi vì cái này là chúng ta phải bám rất sát với cái thời tiết. Thì vào cái giai đoạn mà bố chỗ mà cái tình hình thời tiết mà dự báo nó vẫn có những nguy cơ thì hoàn toàn là chúng ta phải bám sát để chúng ta chỉ đạo phòng trừ các cái trà lúa đấy. Vâng, vậy thì không biết là phía Cục Bảo vệ Thực vật thì cũng có những cảnh báo hay là khuyến cáo gì cho bà con nông dân tại cái thời điểm này hay không ạ? Tại cái thời điểm này thì với cái bà con nông dân ở thứ nhất là các cái tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đấy là đặc biệt là tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, là vẫn tiếp tục với những cái trà lúa mà đang chỗ trong cái giai đoạn này, vẫn phải tiếp tục là tổ chức, đặc biệt là với những cái trà lúa mà những cái giống nhiễm ấy thì là phải tiếp tục là theo cái hướng dẫn chỉ đạo của cái chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật của địa phương cũng như là của các tỉnh, và đặc biệt là lưu ý đến cái bệnh đạo ôn cổ bông. Thì cái việc này thì cục chúng tôi hiện nay đang chỉ đạo trung tâm bảo vệ thực vật khu 4 đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh, các tỉnh trong vùng, đặc biệt là với Nghệ An và Hà Tĩnh, để giám sát chặt chẽ cái tình hình thời tiết và chúng ta phải chỉ đạo. Về cái vấn đề này chúng ta không có nghĩa là chúng ta phải đi phun tất cả vùng, và như thế thì lại là chúng ta lại đổ thuốc xuống đồng, mà chúng ta phải nắm rất sát với cả cái tình hình thời tiết. Thì cái việc như thế này thì với từng trà lúa hiện nay là chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật là người ta có cái chỉ đạo từng trà một, thì với bà con nông dân thì đề nghị bà con nông dân là phải liên tục theo dõi cái tình hình thời tiết cũng như là nghe cái thông báo của địa phương và phải tuân thủ cái việc chỉ đạo của địa phương. Đây là một cái việc rất quan trọng, bởi vì với cái đạo ôn cổ bông thì cái thời điểm nó rất quan trọng. Nếu chúng ta chỉ cần chậm khoảng độ 2-3 ngày thôi là chúng ta bị nhỡ mất cơ hội rồi. Thì chúng tôi chỉ lưu ý một cái ý đấy với cả bà con nông dân. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là bà con nông dân tại thời điểm này thì cũng không được chủ quan, không nên chủ quan, đúng không ạ? Rõ ràng là những cái nguy cơ phát sinh bệnh cũng như là để bệnh gây hại trên những cái diện tích lúa lớn thì cũng rất là hiện hữu rồi. Và về phía chuyên gia thì chúng tôi xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Huy Trung là với những cái đặc thù diễn biến thời tiết như là hiện nay này cũng như là nguy cơ phát sinh gây hại của bệnh đạo ôn cổ bông thì ông có những cái khuyến cáo như thế nào? Chúng ta nói về mặt kỹ thuật để bà con nông dân thì có thể triển khai sớm hoặc là có thể phát hiện và trị kịp thời ạ. Như ý kiến của anh Dương vừa nói, tức là cái tình hình đạo ôn ở vụ xuân là một trong những cái bệnh rất là nguy hiểm, và đặc biệt là bệnh đạo ôn như chúng ta đã biết là nó liên quan rất chặt chẽ điều kiện thời tiết, đặc biệt là ẩm độ và nhiệt độ và ẩm độ và cái điều kiện vụ xuân ở miền Bắc nói chung và đặc biệt là vùng Bắc Trung Bộ rất là thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển và gây hại. Và chúng ta đã rất nhiều năm chúng ta đã bị thiệt hại rất lớn do bệnh đạo ôn, đặc biệt đạo ôn cổ bông. Thế thì đối với bệnh đạo ôn ấy, thì đối với đạo ôn lá thì nó dễ hơn, bởi vì là nó dễ nhận biết, kể cả điều tra cũng dễ nhận biết hơn, và cái quá trình phòng trừ đạo ôn lá nó cũng dễ hơn, bởi vì là chúng ta xử lý dùng thuốc bảo vệ thực vật thì có thể là cái tầng lá sau có thể là nó phục hồi và nó đáp ứng được những cái lá đã mất đi. Nhưng mà riêng đối với đạo ôn cổ bông rất là khó, bởi vì là cái thời gian mà khi một cái bào tử nấm nó xâm nhập nó gây nhiễm rất là nhanh, chỉ trong khoảng 3-4 ngày có thể gây ra với bệnh rồi, và đến khi mà bà con nông dân nhìn thấy cái triệu chứng rõ thì chúng ta gần như là vô phương cứu chữa rồi, chúng ta phun thuốc cũng không giải quyết được gì nữa. Cho nên là về khuyến cáo thì có lẽ là thứ nhất là cũng như anh Dương đã nói, tức là cái sự điều tra đồng ruộng chặt chẽ, bà con nông dân phải thường xuyên điều tra, không phải bây giờ mà từ trước, và xác định mấy yếu tố nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là nếu mà trồng những cái giống nhiễm bệnh
như là những giống mà trong những năm trước đã và đã từng nhiễm bệnh là phải hết sức lưu ý. Thứ hai là những cái vùng mà hiện tại đã và đang bị nhiễm bệnh đậu ôn lá cũng phải lưu ý ở điểm thứ hai. Điểm thứ ba nữa là hết sức theo dõi cái điều kiện thời tiết, bởi vì điều kiện thời tiết khí hậu trong cái thời gian chỗ từ trước chỗ cho đến khi chỗ xong hết sức là nhạy cảm và quan trọng. Chúng ta theo sát ba cái điều kiện đấy thì nếu như anh Dương nói không phải chúng ta phun toàn bộ, nhưng mà đối với những giống nhiễm, đối với những chỗ nguy cơ cao bắt buộc chúng ta phải xử lý và kết hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ thực vật địa phương. Như chúng ta biết là ở địa phương chúng ta có chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật, có các cái trạm khuyến nông, ngày xưa bây giờ là trung tâm dịch vụ nông nghiệp, thì là họ rất là sát sao và họ là những người có thể là khuyến cáo biện pháp phòng trừ cũng như là các cái loại thuốc mà được Bộ Nông nghiệp cũng như là cục trồng trọt và cục bảo vệ thực vật đã được công nhận, thì có lẽ một số ý kiến đóng góp như vậy. Vâng, vừa rồi thì tiến sĩ Trung cũng như là cục bảo vệ thực vật thì cũng đã đưa ra khuyến cáo cũng như là cái về phần kỹ thuật chúng ta phát hiện cũng như là phòng trừ làm sao cho hiệu quả. Và chúng tôi xin được hỏi là trước cái nguy cơ cũng như là bệnh đạo ôn cổ bông cũng có thể là sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như là cục bảo vệ thực vật cũng sẽ đã, đang và sẽ có những chỉ đạo như thế nào, đã có những kế hoạch như thế nào để nhằm chúng ta chủ động phòng sớm bệnh này, đảm bảo là thắng lớn cho vụ đông xuân năm nay ạ? Cái vụ đông xuân này thì ngoài cái đạo ôn cổ bông ra thì nó còn có cái bạc lá, rồi lem lép hạt, cũng như là cái sâu côn lá, rồi dày là những cái đối tượng mà nó thường xuất hiện ở trên lúa, kể cả đông xuân cũng như là, và đặc biệt là trên đông xuân thì là cái đạo ôn cổ bông. Thì trước cái tình hình đấy thì hiện nay là chúng tôi ấy, thứ nhất là về trong cái lĩnh vực chỉ đạo là chúng tôi đang phối hợp rất chặt với cả các cái sở nông nghiệp và cũng như các chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật của các cái địa phương, và đặc biệt hiện nay cái trà lúa này là cái trà lúa cho 31 tỉnh thành của phía Bắc. Thế thì thứ nhất là trong khu 4 ấy, thì chúng tôi đang chỉ đạo trung tâm bảo vệ thực vật khu 4 hiện nay phối hợp chặt chẽ với các cái địa phương ở trong vùng để thường xuyên ở những cái điểm nóng, ví dụ như là Hà Tĩnh, Nghệ An, và Hà Tĩnh, Nghệ An đặc biệt là những cái điểm mà thường xuyên hàng năm nó xảy ra cái đạo ôn cổ bông, ví dụ những cái dẻo mà ở các cái huyện mà ven biển ấy là nó là cái ổ đạo ôn cổ bông, thì bên chỗ chúng tôi là hiện nay cử cán bộ phối hợp với cả chi cục bảo vệ thực vật của Nghệ An cũng như Hà Tĩnh là nắm rất sát tình hình, thậm chí là ở giai đoạn này là nắm tình hình phải là theo ngày chứ không phải là theo tuần nữa. Mặc dù là ngành bảo vệ thực vật là có thông báo 7 ngày nhưng hiện nay là đang nắm tình hình là theo ngày để nói là rất sát về cái từ cái thời tiết, khí hậu và từng cái chân đất một, từng cái giống một để chúng ta chỉ đạo, nhất là về cái góc độ chỉ đạo chúng tôi. Cái thứ hai là ở phía Bắc ấy, thì ngay thứ sáu vừa rồi thì cục bảo vệ thực vật đã chủ trì họp với 13 tỉnh, trong đấy là có 10 thì một tỉnh đồng bằng sông Hồng, và bên cạnh đấy là thêm tỉnh Hòa Bình cũng như tỉnh Phú Thọ là hai cái tỉnh trung du miền núi phía Bắc, để triển khai cái việc phòng chống cái sinh vật gây hại nói chung từ nay cho đến cuối vụ để triển khai tiếp. Và trong đấy thì chúng tôi cũng rất là lưu ý là thứ nhất là cái bệnh đạo ôn, cái thứ hai là hai cái đối tượng mà năm nay với cái tình hình lúa như thế này chúng ta vẫn phải rất là lưu ý là cái cuốn lá nhỏ và cái dày của cái lứa 2 và lứa 3. Và hiện nay thì chúng tôi đã đang chỉ đạo là phòng trừ cái dày và cái cuốn lá nhỏ của cái lứa 2, bởi vì cái lứa 2 này chúng ta phải phòng trừ tốt thì sang đến cái lứa 3 là vào cái giai đoạn cái vụ chính của cái, và cái trà muộn là vào tầm khoảng độ 20-30 tháng 5 là ra cái lứa 3, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ giảm được cái áp lực của cái phòng trừ của cái lứa đó. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, hiện nay là chúng tôi đang ứng dụng cái trạm cái công nghệ gọi là dự báo khí tượng, chúng tôi phối hợp với các cái công ty Weather Plus hiện nay đang cắm các cái trạm đó. Thế thì ứng dụng cái trạm đó để chúng ta nắm bắt được cái tình hình về cái dự báo thời tiết, mà cái trạm này hiện nay là nó rất là sát, và 3 năm nay là chúng tôi ứng dụng cái trạm Imetos để dự báo và chỉ đạo phòng trừ đạo ôn là rất hiệu quả. Đặc biệt cái trạm này là nó cảnh báo cho chúng ta biết trước được 7 ngày tới, mà nó dự báo rất chính xác về cái thời tiết khí hậu. Thế thì cái 2021 thì chúng tôi cũng đã dự báo rất là chính xác và chúng ta phun phòng chống được trước lúc nó mưa. Đây là một cái rất quan trọng. Thì vừa rồi chúng tôi đã phối hợp với công ty Weather Plus tập huấn cho các cái địa phương ở trên cả nước, trong đấy đặc biệt là các cái tỉnh, ví dụ như là hiện nay các cái tỉnh trọng điểm, ví dụ như là Nghệ An, Hà Tĩnh, hoặc là các cái tỉnh trọng điểm ở phía đồng bằng sông Hồng, là chúng tôi đã tập huấn cho cái việc đọc các cái dữ liệu như thế này để
chúng ta vừa kết hợp với cả cái chuyển đổi số, tức là để ứng dụng, và cái thứ hai là phải giám sát thường xuyên cái tình hình ở ngoài thực tiễn. Thì đây là những cái nhiệm vụ rất là quan trọng, và ngay đấy là cái chỉ đạo trong cái vừa rồi. Và tới đây ấy, thì chúng tôi đang chỉ đạo là thứ nhất là các cái chi cục trồng trọt bảo thực vật là phải thường xuyên là cắm cán bộ, nhất là hiện nay trong cái tình hình mà cái nghị quyết 18-19 thì hầu hết các địa phương đã chuyển hiện nay cái trạm bảo vệ thực vật về thành cái trung tâm dịch vụ của địa phương, thì phải có cái sự phối hợp rất tốt giữa cái chi cục với cả các cái trung tâm dịch vụ này để nắm bắt chặt cái tình hình về thời tiết cũng như là diễn biến của cái sâu bệnh ở trên cái đồng ruộng. Và cái thứ hai là các cái trung tâm bảo vệ thực vật vùng, như tôi nói là trung tâm bảo vệ thực vật phía Bắc cũng như trung tâm bảo vệ thực vật khu 4, là cũng phải cử cán bộ để phối hợp với các cái địa phương để thường xuyên giám sát cái tình hình. Và một cái điểm nữa là cục bảo vệ thực vật thì ngay ngày hôm nay thì chị Nguyễn Thị Thu Hương là phó cục trưởng hiện nay cũng đang đi giám sát cái tình hình sâu bệnh ở cái khu 4 là Nghệ An và Hà Tĩnh. Và tới đây nữa là chúng tôi là thứ nhất là lãnh đạo cục cũng như là phối hợp với các cái viện, trong đấy là có viện bảo vệ thực vật cũng như là các cái đơn vị viện, các cái viện vùng, để cũng như là các cái trung tâm để đi kiểm tra tình hình sâu bệnh ở các cái vùng trọng điểm. Tôi nói ví dụ như là ở trong vùng trọng điểm ở khu Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi Thanh Hóa, hoặc ở ngoài này là các cái tỉnh đồng bằng sông Hồng, để làm sao chúng ta nắm rất chắc, và trong cái trường hợp cần thiết thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để ban hành cái văn bản để chỉ đạo các địa phương. Đấy là trong cái trường hợp mà cần thiết, còn cái và đi tổ chức cái kiểm tra thường xuyên định kỳ để phối hợp để làm sao chúng ta bảo đảm là phòng chống kịp thời, bảo đảm thắng lợi trong công xuân. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông Dương. Thưa ông Trung ạ, chúng tôi cũng được biết rằng là Viện Bảo vệ Thực vật cũng đã triển khai nghiên cứu về sự lưu hành cũng như là biến đổi nấm gây bệnh đạo ôn ở trên lúa ở nước ta. Và ông thì có thể chia sẻ với chúng tôi là hiện nay thì vi khuẩn gây bệnh đạo ôn của bông ạ thì có những cái thay đổi như thế nào, mức độ nguy hiểm ra sao, và cùng với cái sự thay đổi như thế thì bà con nông dân có cần phải lưu ý điều gì hay không ạ? Về thành phần của nấm đạo ôn thì như chúng ta đã biết là trong cái quá trình tồn tại giữa ký sinh và ký chủ, ở đây cụ thể là lúa là ký chủ và nấm gây bệnh đạo ôn là ký sinh, thì trong quá trình tồn tại đấy nó luôn luôn có một sự cạnh tranh giữa hai phía, tức là về phía nấm bệnh thì nó luôn luôn tự biến đổi để tạo ra những cái chủng mới mà có thể là vượt qua, hoặc là có thể tồn tại và vượt qua được cái tính chống chịu của cái cây lúa, các giống lúa chúng ta sử dụng. Thế thì như chúng ta biết thì thông thường đã từng xảy ra, tức là một giống lúa khi chúng ta mới đưa ra sản xuất ấy, thì nó khả năng chống chịu tương đối tốt, và sau một số năm sử dụng thì cái sự chống chịu nó sẽ mất dần, nó yếu dần đi. Và cụ thể nhất ở đây một ví dụ tôi có thể kể đây, giống IR17494, IR1820 là hai cái giống trước đây từ Viện Bảo vệ Thực vật chọn tạo và đưa ra đồng bào miền Trung rất là thích, nhưng mà sau một thời gian dài thì nó đã trở thành giống nhiễm. Hiện tại bà con ở các tỉnh miền Trung vẫn đang rất thích cái giống 1820. Thì đấy là một cái ví dụ. Thế thì gần đây Viện Bảo vệ Thực vật và Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long đã tiến hành nghiên cứu với cái thành phần nòi của nấm đạo ôn ở Việt Nam, thì chúng tôi thấy là cái số lượng nòi nấm đạo ôn là cũng tương đối nhiều. Và tuy nhiên thì là cái cách thức gây bệnh, cái điều kiện để cho bệnh phát sinh, phát triển và gây hại thì không thay đổi, nó vẫn như vậy. Nó gắn rất chặt điều kiện thời tiết, khí hậu, về ẩm độ, nhiệt độ và giống, tức là cái ký chủ là cái giống có khả năng nhiễm bệnh. Thế thì để khuyến cáo thì có lẽ việc đầu tiên vẫn không có gì khác là chúng ta phải theo dõi chặt chẽ, không cách nào khác. Các địa phương theo dõi rất chặt chẽ, và đặc biệt là chú ý đến các cái vùng chúng tôi gọi là hotspot, tức là cái vùng thường xuyên bị bệnh đạo ôn. Thì chúng ta biết là do cái điều kiện tiểu khí hậu có một số nơi gần như năm nào cũng bị, mà kể cả nếu cụ thể có từng vùng, từng cánh đồng là thường xuyên bị. Thế thì phải nắm chắc những cái vị trí đấy và điều tra thường xuyên để biết được những cái chỗ mà có thể phát sinh cái bệnh và thực hiện phòng trừ có hiệu quả. Đấy là cái việc thứ nhất. Điều thứ hai, về lâu dài thì có lẽ là theo ý kiến của cá nhân tôi thì có lẽ là Bộ Nông nghiệp cũng như là nhà nước nên đầu tư thêm cho công tác chọn tạo giống chống chịu. Hiện tại chúng ta có rất nhiều giống lúa tốt, nhưng mà cái khả năng chống chịu thì cũng có mức độ. Rất nhiều giống năng suất, chất lượng bà con rất thích nhưng mà bị nhiễm ôn tương đối nặng, thì phải đầu tư hơn nữa để chọn tạo được các giống chống chịu, sử dụng các cái gen có khả năng chống chịu ở trong điều kiện Việt Nam để đưa vào các giống đấy, hoặc là cải tiến những cái giống mà hiện tại đang có năng suất chất lượng tốt nhưng mà chống chịu kém, để cho bà con nông dân có nhiều lựa chọn trong cái quá trình sử dụng giống lúa. Và một cái nữa là một giống lúa trước khi đưa ra sản xuất phải có đánh giá tính kháng đạo ôn trước khi đưa ra sản xuất, và đồng thời qua một thời gian sử dụng ấy thì có thể là các cái công ty gọi là tác giả
hoặc là cơ quan nhà nước là có thể là yêu cầu là phải đánh giá lại, vì trong quá trình dụng cái khả năng chống chịu của giống lúa có thể thay đổi do biến đổi của quần thể nấm và cũng thể do cái giống lúa nó thoái hóa vân vân, thì tất cả các cái biện pháp đấy thì theo ý kiến của tôi, cá nhân tôi, có thể là giúp cho cái việc phòng trừ bệnh đạo ôn về lâu dài tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông Trung. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, nhất là với tình hình giá vật tư đầu vào tăng cao và khiến cho nông dân gặp nhiều khó khăn, nhiều nơi đã hạn chế việc đầu tư cho cây lúa. Và bên cạnh đó, việc mưa lũ trái mùa trong thời gian vừa qua cũng đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ. Vì vậy là việc phòng trừ hiệu quả, chủ động phòng trừ hiệu quả nguy cơ sâu bệnh hại trên lúa đông xuân và đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa trong thời gian vừa qua có ý nghĩa vô cùng quan trọng để đảm bảo thắng lợi, đặc biệt là tại các tỉnh phía Bắc. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.